Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ những từ và câu nói một cách tự nhiên tùy ý có liên quan tới nghề nghiệp. Bây giờ, người đánh cá, người ta gọi là dừa phú. Cùng nhau đọc lại, dừa phú. Dừa phú là người đánh cá. Mình thí dụ, khôi tì hay dừa phú. Khôi tì hay dừa phú, họ là những người đánh cá. Dừa phú là người đánh cá hay là những người đánh cá đều được, ở dạng số ít số nhiều thì nó cũng là dừa phú, thì tùy theo cái chủ ngữ mà chúng ta dịch. Khôi tì là họ hay là. Cùng nhau đọc lại, khôi tì hay dừa phú. Khôi tì hay dừa phú, họ là những người đánh cá. Mình thí dụ khác ở dạng số ít. Ông ấy là người đánh cá. Khôi hay dừa phú, thì dừa phú là người đánh cá hay là những người đánh cá đều được. Hay là khôi là anh ấy, cô ấy, bạn ấy. Cùng nhau đọc lại, khôi hay dừa phú. Khôi hay dừa phú, ông ấy là người đánh cá. Còn nếu như mà ở dạng số nhiều đó, khôi tì hay dừa phú. Khôi tì hay dừa phú có nghĩa là ông ấy là những người đánh cá. Rồi bây giờ, bi sứ. Bi sứ là thư ký. Ai làm thư ký? Tiếng Quảng Đông gọi là bi sứ. Bi sứ là thư ký. Mình thí dụ, lị ca bi sứ hữu khành lịch. Lị ca bi sứ hữu khành lịch có nghĩa là thư ký của bạn rất chăm chỉ. Thì lị là bạn, bi xứ là thư ký, ke là của. Chúng ta muốn mô tả thư ký của bạn, lị, ke, bi xứ. Khành lịch là chăm chỉ, là siêng năng. Hữu là rất. Hữu khành lịch có nghĩa là rất chăm chỉ hay là rất siêng năng đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại, lị, ke, bi xứ, hữu khành lịch. Lị, ke, bi xứ, hữu khành lịch, thư ký của bạn rất chăm chỉ. Rồi bây giờ mình thí dụ khác. Ngọ hay khội ke bi sứ. Ngọ hay khội ke bi sứ có nghĩa là tôi là thư ký của chị ấy, tôi là thư ký của anh ấy, hay là tôi là thư ký của ông ấy. Ngọ là tôi, hay là khội là chị ấy, anh ấy, bác ấy. Ke là của, bi sứ là thư ký. Khội ke bi sứ có nghĩa là thư ký của chị ấy, của bạn ấy. Ngọ ke bi sứ, thư ký của tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ hay khội ke bi sứ. Ngọ hay khội ke bi sứ, tôi là thư ký của chị ấy. Cái nghề gì nữa? Công nhân. Người ta gọi là cúng dành. Cúng dành là công nhân. Cùng nhau đọc lại. Cúng dành. Cúng dành, công nhân. Mình thí dụ, tôi là công nhân. Ngọ hay cúng dành. Ngọ hay cúng dành, ngọ là tôi, hay là cúng dành là công nhân, là những người làm công ăn lương, người ta gọi là cúng dành. Cùng nhau đọc lại, ngọ hay cúng dành. Ngọ hay cúng dành, tôi là công nhân. Ví dụ như là công nhân xí nghiệp mai, hay là công nhân này nọ ha. Mình thí dụ, hữu tó cúng dành sách dịp. Hữu tó cúng dành sách dịp có nghĩa là có rất nhiều công nhân thất nghiệp. Thì sách dịp là thất nghiệp, cúng dành là công nhân, hữu tó là rất nhiều. Hữu tó là rất nhiều. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Hữu tó cúng dành sách dịp. Hữu tó cúng dành sách dịp có nghĩa là có rất nhiều công nhân thất nghiệp. Mình thí dụ khác. Hi ché cúng xí suối diêu, hữu tó cúng dành. Hi ché cúng xí suối diêu, hữu tó cúng dành có nghĩa là công ty xe hơi cần rất nhiều công nhân. Thì hi ché có ché có sĩ giám, không đọc xé, không đọc té, không đọc thé, không đọc ché, mà là ché. Hi ché là xe hơi, cúng xí là công ty. Hi ché cúng xí là công ty xe hơi như thế nào? Suối diêu. Suối diêu là rất cần. Cần gì? Cúng dành là công nhân. Hữu tó cúng dành.
Hữu tố cúng dành có nghĩa là rất nhiều công nhân. Suối diêu hữu tố cúng dành, suối diêu hữu tố cúng dành cần rất nhiều công nhân. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Hì chá cúng xí suối diêu hữu tố cúng dành. Hì chá cúng xí suối diêu hữu tố cúng dành. Công ty xe hơi cần rất nhiều công nhân. Rồi bây giờ nghề gì? À, có xính. Có xính có nghĩa là ca sĩ nổi tiếng. Người ta gọi là có xính. Có xính là ca sĩ nổi tiếng. Còn những cái ca sĩ thông thường á, người ta gọi là có sẩu. Các bạn lưu ý cho mình. Cùng nhau đọc lại. Có xính. Có xính, ca sĩ nổi tiếng. Mình thí dụ. Có xính, quảnh tổ hữu tố triển. Có xính, quảnh tổ hữu tố triển. Có nghĩa là các ca sĩ nổi tiếng kiếm được rất nhiều tiền. Thì có xính là ca sĩ nổi tiếng hay là các ca sĩ nổi tiếng. Những cái danh từ á, của tiếng Quảng Đông á, thì tùy theo ha, chúng ta muốn nói các ca sĩ cũng là có xính, mà một ca sĩ cũng là có xính, thì tùy theo cái câu mà chúng ta dịch. Quảnh tổ là kiếm được, hữu tố triển, triển là tiền, tố là nhiều, hữu tố triển là rất nhiều tiền. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Có xính, quảnh tổ hữu tố triển. Có xính, quảnh tổ hữu tố triển. Các ca sĩ nổi tiếng kiếm được rất nhiều tiền. Hay là ca sĩ nổi tiếng kiếm được rất nhiều tiền đều được. Có xính, quảnh tổ hữu tố triển. Mình thí dụ khác. Khởi hài có xính. Khởi hài có xính có nghĩa là cô ấy là ca sĩ nổi tiếng, hay là anh ấy là ca sĩ nổi tiếng, hay là bạn ấy là ca sĩ nổi tiếng. Khởi là anh ấy, cô ấy, bạn ấy, hay là có xính. Có xính là ca sĩ nổi tiếng. Khởi hài có xính. Khởi hài có xính có nghĩa là cô ấy là ca sĩ nổi tiếng, hay là anh ấy là ca sĩ nổi tiếng. Rồi bây giờ nghề gì nữa? Chòi phủng. Chòi phủng là thợ mai. Ai làm thợ mai thì người ta gọi là chòi phủng. Chòi, chòi, chòi. Không đọc sòi, không đọc tòi, không đọc thòi, không đọc chòi, mà là chòi, chòi phủng, thợ mai. Mình thí dụ, khối tề hay chòi phủng. Khối tề hay chòi phủng có nghĩa là họ là những người thợ mai. Thì khối tì là họ, hay là chòi phủng là thợ mai, mà cũng là những người thợ mai. Thì tùy theo cái chủ ngữ là dạng số ít hay số nhiều mà chúng ta dịch. Bây giờ chủ ngữ là ở dạng số nhiều. Khối tì là họ. Khối tì hay chòi phủng. Khối tì hay chòi phủng có nghĩa là họ là những người thợ mai. Rồi bây giờ mình thí dụ ở dạng số ít như thế này. Ngọ hài chòi phủng. Ngọ hài chòi phủng. Tôi là thợ mai. Tôi là thợ mai. Thì chòi phủng là thợ mai, hay là những người thợ mai đều được, tùy theo cái chủ ngữ mà chúng ta dịch. Mình nhắc lại cho các bạn danh từ trong tiếng Quảng Đông là như thế đó. Hài là ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại. Ngọ hài chòi phủng. Ngọ hài chòi phủng. Tôi là thợ mai. Rồi bây giờ mình thí dụ chế xám cúng dành. Chế xám cúng dành là công nhân mai mặc ha. Cúng dành là công nhân, chế xám là mai quần mai áo, nói chung là mai mặc. Chế xám cúng dành. Chế xám cúng dành công nhân mai mặc. Rồi bây giờ còn cái nghề gì nữa? Viên chức nhà nước. Những người mà làm viên chức nhà nước hay là viên chức chính phủ, tiếng Quảng Đông gọi là cúng mù duyền. Cúng mù duyền có nghĩa là viên chức nhà nước hay là viên chức chính phủ. Mình thí dụ, Hải Hán Cổn cúng mù duyền dành cúng hữu cố. Hải Hán Cổn cúng mù duyền dành cúng hữu cố. Thì Hán Cổn là Hồng Kông. Hải là ở. Hải Hán Cổn có nghĩa là ở Hồng Kông. Cúng mù duyền là viên chức chính phủ. Dành cúng hữu cú. Dành cúng là tiền lương. Hữu cú, cú là cao. Hữu cú là rất cao.
dành cúng hữu cố có nghĩa là tiền lương rất cao. Các bạn lưu ý, dành cúng là tiền lương, cúng dành là công nhân, dành cúng là tiền lương, cúng dành là công nhân. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Hãy hớn cỏn, cúng mùa duyền, dành cúng hữu cố. Hãy hớn cỏn, cúng mùa duyền, dành cúng hữu cố. Ở Hồng Kông, viên chức chính phủ, lương rất cao. Rồi bây giờ còn làm ngày gì nữa? Chính khi duyền. Chính khi duyền có nghĩa là nhân viên làm vệ sinh. Thì duyền á là nhân viên phải không nào? Chính khi là làm vệ sinh. Cùng nhau đọc lại. Chính khi duyền. Chính khi duyền. Nhân viên làm vệ sinh. Mình thí dụ. Chính khi duyền hữu sánh phủ. Chính khi duyền hữu sánh phủ. Có nghĩa là nhân viên làm vệ sinh rất vất vả. Bởi vì sánh phủ là vất vả, cực khổ. Hữu sánh phủ có nghĩa là rất vất vả hay là rất cực khổ đều được. Hữu sánh phủ. Chính khi duyền nhân viên làm vệ sinh. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Chính khi duyền hữu sánh phủ. Chính khi duyền hữu sánh phủ. Nhân viên làm vệ sinh rất vất vả. Thì bây giờ ở Hồng Kông các bạn, chính vì cái giấc giả hữu sánh phủ mà ít có người trẻ làm ha. Thông thường thì những người cao tuổi mới làm nhân viên vệ sinh. Rồi tiếp tục. Phát dình xí. Phát dình xí là thợ cắt tóc. Thợ hớt tóc, thợ cắt tóc người ta gọi là phát dình xí. Mình thí dụ. Cỏ co phát dình xí, chỉnh phát hủ len. Cỏ co phát dình xí, chỉnh phát hủ len. Có nghĩa là thợ cắt tóc đó cắt tóc rất đẹp. Thì phát dình xí là thợ cắt tóc. Cỏ là đó ha, ní là này, cỏ là đó. Chúng ta muốn mô tả thợ cắt tóc đó thì là cỏ co phát dình xí. Cỏ co phát dình xí, chúng ta phải thêm vô cái chữ co, phải thêm vô lượng từ co ha. Chứ mà nếu mà chúng ta nói cỏ phát dình xí thì người ta sẽ khó hiểu hơn, nghe không có thuận cái lỗ tai ha. Chúng ta phải thêm chữ co. Cỏ co phát dình xí, thợ cắt tóc đó như thế nào? Chỉnh phạt, phạt là tóc, chỉnh là cắt, chỉnh phạt là cắt tóc. Cắt tóc như thế nào? Hủ len, len là đẹp, hủ là rất. Hủ len là rất đẹp. Chỉnh phạt hủ len, cắt tóc rất đẹp. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Có co phạt diện xí, chỉnh phạt hủ len. Có co phạt diện xí, chỉnh phạt hủ len. Thợ cắt tóc đó, cắt tóc rất đẹp. Rồi bây giờ thợ hớt tóc là phát dình xí, bây giờ chít cây xí. Chít cây xí là nhà tạo mẫu. Cùng nhau đọc lại, chít cây xí. Chít cây xí, nhà tạo mẫu. Mình thí dụ, xì chón chít cây xí. Xì chón chít cây xí, nhà tạo mẫu thời trang. Bởi vì xì chón là thời trang. Chịt cây xí, chịt cây xí, nhà tạo mẫu. Có chịt có sĩ giám, không đọc xịt, không đọc tịt, không đọc thịt, không đọc chịt, mà là chịt. Chịt, 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 chịt cây xí. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Sĩ chón, chịt cây xí. Sĩ chón, chịt cây xí, nhà tạo mẫu thời trang. Rồi mình thí dụ khác. Có nhà tạo mẫu thời trang là sĩ chón, chịt cây xí. Bây giờ chúng ta có sách nồi, chịt cây xí. Sách nồi, chịt cây xí. Chịt cây xí là nhà tạo mẫu. Sách nồi là nội thất, trang trí ở bên trong thì người ta gọi là nội thất. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Sách nồi, chịt cây xí. Sách nồi, chịt cây xí, nhà tạo mẫu, nội thất. Rồi bây giờ còn nghề gì nữa? Sầu xí xí phụ. Sầu xí xí phụ là thợ làm sushi. Những cái người làm sushi là những người làm món ăn Nhật Bản á, làm sushi. Người ta gọi là sầu xí xí phụ. Xí phụ là thợ hay là sư phụ đó. Sầu xí là sushi,
chúng ta cùng nhau đọc lại. Sầu xí xí phụ, sầu xí xí phụ, thả làm su si. Mình thí dụ, khỏi hài chuyến dịp kè sầu xí xí phụ. Khỏi hài chuyến dịp kè sầu xí xí phụ có nghĩa là ông ấy là thợ làm sushi chuyên nghiệp, hay là bạn ấy là thợ làm sushi chuyên nghiệp. Thì khỏi là anh ấy, chị ấy, bạn ấy, bác ấy, cô ấy. Hay là chuyến dịp là chuyên nghiệp. Chuyến dịp là chuyên nghiệp. Ke là của. Sầu xí sĩ phụ, sầu xí sĩ phụ là thợ làm sushi. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Khỏi hài chuyến dịp kè sầu xí xí phụ. Khỏi hài chuyến dịp kè sầu xí xí phụ. Ông ấy là thợ làm sushi chuyên nghiệp. Rồi bây giờ còn gì nữa? Bổ ón duyên. Bổ ón duyên có nghĩa là nhân viên bảo vệ. Cùng nhau đọc lại. Bổ ón duyên, duyên là nhân viên ha. Bổ ón là bảo an, bảo vệ. Nói chung, bổ ón duyên, nhân viên bảo vệ. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Bổ ón duyên, bổ ón duyên, nhân viên bảo vệ. Mình ví dụ, khỏi hài bổ ón duyên. Khỏi hài bổ ón duyên có nghĩa là anh ấy là nhân viên bảo vệ, hay là chị ấy là nhân viên bảo vệ, hay là bác ấy là nhân viên bảo vệ. Bởi vì khỏi là anh ấy, chị ấy, bác ấy. Hay là bổ ón duyên. Bổ ón duyên là nhân viên bảo vệ. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Khỏi hài bổ ón duyên. Khỏi hài bổ ón duyên. Anh ấy là nhân viên bảo vệ, hay là chị ấy là nhân viên bảo vệ. Mình ví dụ khác. Khỏi m hài bổ ón duyên. Khỏi m hài bổ ón duyên có nghĩa là anh ấy không phải là nhân viên bảo vệ, hay là chị ấy không phải là nhân viên bảo vệ. Thì khỏi là anh ấy, chị ấy, là không, hay là không phải, không phải là hay. Bổ ón duyên là nhân viên bảo vệ. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Khỏi hay bổ ón duyên. Khỏi hay bổ ón duyên. Anh ấy không phải là nhân viên bảo vệ, hay là chị ấy không phải là nhân viên bảo vệ. Thì các bạn lưu ý, là không, mụ là không có ha. Khi mà chúng ta muốn nói về cái gì đó không là không có là mụ. Rất là đơn giản. Khi mà chúng ta phân biệt á, thì không có là mụ, là không. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Khỏi hài bổ ón duyên. Khỏi hài bổ ón duyên có nghĩa là anh ấy không phải là nhân viên bảo vệ, hay là chị ấy không phải là nhân viên bảo vệ. Rồi bây giờ mình thí dụ khác. Bổ ón duyên dư trù sập gì co chúng dắt dạch. Bổ ón duyên dư trù sập gì co chúng dắt dạch. Thì bổ ón duyên là nhân viên bảo vệ, dư là phải, trù là làm. Sập gì là 12. Sập gì co chúng có nghĩa là 12 tiếng đồng hồ. Sập gì co chúng là 12 tiếng đồng hồ. Dách là một, dạch là ngày. 12 tiếng một ngày hay là 12 tiếng mỗi ngày đều được. Sập gì co chúng dách dạch. Sập gì co chúng dách dạch. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Bổ ón duyên dư trù sập gì co chúng dách dạch. Bổ ón duyên dư trù sập gì co chúng dắt dạch có nghĩa là nhân viên bảo vệ phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày. Thì thông thường á, nhân viên bảo vệ ở Hồng Kông á là làm 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng cũng có những cái công ty tuyển nhân viên bảo vệ làm 8 tiếng mỗi ngày, chia ra làm 3 ca ha. 8 tiếng mỗi ngày chia làm 3 ca, còn 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày á thì sẽ chia làm là 2 ca, ca sáng và ca tối. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái từ vựng hồi nãy giờ cho quen. Dừa phú, dừa phú, người đánh cá. Khỏi tì hay dừa phú. Khỏi tì hay dừa phú, họ là những người đánh cá. Khỏi hay dừa phú,
Khội hay Diều Phú, ông ấy là người đánh cá. Bi xứ thư ký. Lị ca bi xứ hữu khành lịch. Lị ca bi xứ hữu khành lịch. Thư ký của bạn rất chăm chỉ. Ngõ hay khội ca bi xứ. Ngõ hay khội ca bi xứ. Tôi là thư ký của chị ấy. Cúng dành công nhân. Ngõ hay cúng dành tôi là công nhân. Hữu tố cúng dành sách dịp có rất nhiều công nhân thất nghiệp. Hy chế cúng xí số dư hữu tố cúng dành công ty xe hơi cần rất nhiều công nhân. Có xính ca sĩ nổi tiếng. Có xính quảnh tổ hữu tố triển các ca sĩ nổi tiếng kiếm được rất nhiều tiền. Khội hay có xính cô ấy là ca sĩ nổi tiếng hay là anh ấy là ca sĩ nổi tiếng. Khội hay có xính. Trời phủng thợ mai. Khội tì hay trời phủng họ là những người thợ mai. Ngõ hay trời phủng tôi là thợ mai. Chế xám cúng dành công nhân mai mặc. Cúng mù duyền viên chức nhà nước hay là viên chức chính phủ. Cúng mù duyền hải hướng cổng. Cúng mù duyền dành cúng hữu cố. Hải hướng cổng cúng mù duyền dành cúng hữu cố. Ở Hồng Kông, viên chức chính phủ lương rất cao. Chính khiết duyền nhân viên làm vệ sinh. Chính khiết duyền hữu sánh phủ nhân viên làm vệ sinh rất vất vả. Phạt dình xí thợ cắt tóc. Có co phạt diện xí chỉnh phạt hữu làng. Có co phạt diện xí chỉnh phạt hữu làng. Thịt cây xí nhà tạo mẫu. Xì chón thịt cây xí nhà tạo mẫu thời trang. Sách nồi thịt cây xí nhà tạo mẫu nội thất. Sầu xí xí phụ thợ làm sushi. Khởi hài chuyến dịp ke sầu xí xí phụ ông ấy là thợ làm sushi chuyên nghiệp. Bổ ón duyền nhân viên bảo vệ. Khội hài bổ ón duyền anh ấy là nhân viên bảo vệ hay là chị ấy là nhân viên bảo vệ. Khội hài bổ ón duyền anh ấy không phải là nhân viên bảo vệ hay là chị ấy không phải là nhân viên bảo vệ. Khội hài bổ ón duyền bổ ón duyền dư trù sập gì co chúng dắt dạch. Bổ ón duyền dư trù sập gì co chúng dắt dạch. Nhân viên bảo vệ phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay. Thì như thường lệ các bạn cứ ghi lại những cái
nghề mà mình muốn học hỏi, hay là những cái câu nào đó mình thấy thích thì mình ghi lại. Chỉ có ghi lại thì các bạn mới nhớ được thôi ha. Có nhiều bạn hỏi là học lại bài từ đầu, thì các bạn cứ gõ thông thả học tiếng Quảng Đông 1 ha, số 2, số 3, số 4, số mấy mà các bạn muốn học thì các bạn cứ gõ vô thì nó sẽ hiện lên cho các bạn. Hay là các bạn vào cái danh sách phát của mình á, thì mình chia ra rất là nhiều bài ở trong đó. Ví dụ như bài số 1 cho tới 50, hay là 51 tới 100, 100 tới 50. Mỗi một cụm bài như vậy là có 50 bài. Thì các bạn thích bài nào thì vô học bài đó. Chứ còn mình không có biết là các bạn muốn thích học cái gì hen, thì mình chia sẻ rất là nhiều. Các bạn muốn thích học cái gì thì các bạn cứ lên. Bởi vì học hỏi là quyền tự do của các bạn ha. Thì các bạn thích học cái gì đó, các bạn có đam mê học hỏi thì các bạn cứ vào cái danh sách phát của mình, thì có rất là nhiều bài ở trong đó. Các bạn thích bài nào thì học bài đó. Rồi thì mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui, trân trọng và hẹn gặp lại nhau ở những kỳ chia sẻ tiếp theo. Chào tạm biệt, cho Kim các bạn, bye bye.